Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hoan. Và chúng ta sẽ tiếp tục chơi về nhân vật Prisoner nha. Có một cái bạn bóng lụa cũng có một cái skin mỹ nhân trong cái đợt cùng đợt với bạn tù nhân này. Các bạn có thể xem lại cái bộ trang phục này xuất hiện khá là bắt mắt luôn, nhất là cái màn trình diễn. Đây nè, mình thích đoạn này nè. Đó. Trời ơi. Đúng lộng lẫy luôn á. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào trận đấu thôi. Đây là một cái nhân vật thiên hướng về sửa máy và mình sẽ mang bảng 39 nha. 39 để tăng tốc chạy, còn 36 để cứu người, tùy theo các bạn muốn chơi theo phương pháp nào thôi. Như mình hôm nay sẽ mang theo cái hướng gọi là đi nhầy nhụa. Có một cái kỹ năng mình khá là thích, đó chính là cái tích điện đó mọi người. Và nó sẽ làm Hunter tê tái, đau nhói con tim. Cũng khá là thốn nha, trong vòng khoảng 1 hay 2 giây gì đấy. Không phải dạng vừa đâu. Đầu game thì các bạn cứ tạo kết nối máy trước đã, sau đó là để tích cái năng lượng điện này. Tìm kiếm thông tin thì sau đó là truyền cho đồng đội. Bao nhiêu phần trăm đó thì tùy, thường thường là sẽ maximum 48. Còn những cái máy nào mà các bạn thấy là cái thanh màu trắng nó không có thay đổi gì, nó không có chạy lên chạy xuống đó, thì các bạn đừng có kết nối máy đó nữa, mà hãy kết nối với những cái máy khác. Như cái máy mình đang kết nối ở đây nó chả có cái động tĩnh gì cả. Con này là Madame bị nếp thê thảm luôn á. Trời ơi, buồn rơi nước mắt. Bạn nào mà chuyên về Madame thì dĩ nhiên là bạn nó cũng khá là đau lòng, giờ gái các kiểu luôn. Ôi, Hunter tới rồi. Hunter đi qua cái vùng màu xanh của mình sẽ bị giật, và tối đa giật 3 lần. Đến lần thứ 4 là sẽ không bị giật nữa nha mọi người ơi. Và nó có thể phá kết nối của mình đi. Đó. Như bạn này, bạn không phá kết nối, bạn cứ để im vậy. Đang tạo gương, đang dùng gương để đi kiếm con mồi. Gì đấy? Ôi, xoay gương kìa, ghê thiệt. Tốc biến mới ghê chứ. Nhưng mà giờ đập ván đi. Đừng có chờ đợi gì nữa, chạy thôi. Mình là gì của nhau đâu mà căng. Ui. Thôi. Mày quá, chém giờ, chém vào tường. Ui. Mày có nhánh chín. Mình phóng qua nhanh quá cho nên là Madame còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái skill điện tích này cũng tốn gần 1 phút mới hồi được nha. Thế là mình cũng tranh thủ đi lòng vòng thì hút được cái tĩnh điện này xong, lát nữa hồi skill là mình lại giật tiếp. Bạn này bạn không thèm phá cái kết nối máy của mình luôn á, không hiểu lý do vì sao. Prisoner là một cái nhân vật có thể nổ máy từ xa, cho nên các bạn cũng cần phải cẩn thận về những cái kết nối này nhé. Thấy là phải phá liền. Nhân vật này khắc chế Joseph cực kỳ đơn giản luôn, bởi vì Joseph cứ ở trong thế giới ảnh là tín hiệu của những cái máy nó sẽ phát đỏ lên, tạo ra những cái tia điện và các bạn sẽ biết là Joseph đang ở gần. Chạy nhanh mà luôn để đỡ bị jump scare, rất là nguy hiểm luôn. Kết nối cho vui nhưng thực ra máy kia chả có ai. Madame đang rủ mỹ nhân đi chơi xung quanh khắp map. Sửa 4 máy rồi nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu gì lên ghế hết. Vẫn chưa giết được mỹ nhân. Chưa bao giờ mình đang trong cái tình trạng gọi là chờ đồng đội gục như lúc này. Nó rất là lâu luôn ấy. Kết nối máy coi. Ô, cái máy kia gần xong kìa.
Ủa cái gì đấy? Ủa nó đây này. Úi úi, cẩn thận không là bị tarot sốc, hoặc là bà ấy xoay gương, bà ấy vô là mất công nữa. Đi rồi. Sắp nổ máy rồi, chờ thôi. Mỹ nhân nó thoát ra được đây rồi. Ok phết chứ không phải đùa đâu nha. Chị thương cho mỹ nhân cũng là một cái giúp cho mỹ nhân có thêm sọ nha mọi người ơi. Khi mà mình bị đòn là mỹ nhân sẽ thu được một sọ. Rất là ngon luôn á. Cho nên là các bạn thấy mỹ nhân mà bị đau đớn, con tim tan vỡ gì đấy thì hãy chị thương cho mỹ nhân, làm cho cô ấy khỏe mạnh lại. Chờ nổ máy. Các bạn có đi đâu chơi ngày cuối tuần không? Thi cử rồi, xong xuôi rồi. Bạn nào mà thi chuyển cấp thì khá là căng trong kỳ thi tiếp theo thôi. Cứ thoải mái mà phởn. Ủa sao nổ máy lâu thế nhở? Không thấy ai gục luôn. Cái đầu ông này nhìn giống như trái thơm. Hay không thấy gục gì hết. Trời khéo đầu mình có quả luôn á trời. Tại nãy giờ có làm cái gì đâu. Một người thì chờ cổng, một người thì đang chờ brim, chờ pram, một người thì đang cai. Trời ơi, lâu. Gương vẫn ở kia, vẫn đang dí ai ấy. Thôi xong có quả kìa. Lần đầu tiên chờ mở cổng có quả là sự thật. Để mình ra đây mình hóng hớt tình hình cho mất quả đi. Không nó báo tín hiệu rất là nguy hiểm. Trời ơi. Quả ơi là quả. Mà không hiểu là bạn madam này canh gì hay là sao mà chơi cái kiểu không giết được ai ấy, xong rồi survival phải sốt ruột đến nỗi như mình phải chờ mở cổng. Đi đâu đấy? Ô dịch chuyển rồi. Chắc là dịch chuyển ra cái máy đằng trước đang sắp nổ đó. Đúng rồi, đúng y xì luôn, có sai đâu. Thật là đau lòng. Bây giờ mình sẽ thay thế cái nhiệm vụ cho cái bạn là kẻ thăm dò này. Nổ máy dùng nó sốt hết cả ruột. Còn đi nấu cơm, nấu nước nữa chứ đâu phải ngồi để chơi. Chờ đợi một cách bó tay luôn. Đến lượt mình chờ. À, xong rồi này. Nổ máy thôi. Chờ sốt hết cả ruột luôn á. Đây rồi. Mở cổng nhanh. Nếu mà mình mở cổng thì mình có thể truyền năng lượng sang bên kia. Và hai cổng sẽ mở khá là nhanh luôn. Ủa đi vòng cứu được không? Ồ, nó cam rồi. Thôi mình thoát đây. Trời ơi, quả. Ôi, chạy đi, mắt đỏ. Bye bye kẻ thăm dò nha. Mình sẽ quay trở lại xem là bạn. Ủa đánh cọp 4 nha, không phải đùa đâu. Chắc là bạn này không phải là men về nhân vật madam. Cho nên là đang tập chơi thì phải. Nhanh lên, bỏ một chút nữa tới hầm rồi kìa. Hên thế nhở. Chết ngay chỗ hầm luôn. Nhảy đi. Thoát 4 luôn. Ôi trời ơi, bó tay.
Trời ơi, thua 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 thua.